tôi rủ anh Tây, anh Eric đó, anh người Hà Lan á, đi lên đỉnh mà anh không đi. Anh nói giờ anh relax rồi anh đi bắt tâm băng chắc anh... À có khách du lịch đây mà, nhưng mà không thấy khách du lịch Việt Tây với lại Cambodia mà. Ồ oh. Akun, akun, akun. Akun. Sure should I? Yeah, just today. Can I go around here? Yeah. Okay. Can you speak English? I don't know. Yeah, yeah, yeah. Okay, okay. Mình hay nè, nói cái thật thầy. Hmm. Con thầy thế mấy? Không biết tiếng Khmer. Can you speak English? Do Khmer or Anglai? Hmm. Do Khmer or Anglai? You want to see flower cave? You want to see the flower cave? Yeah. The flower cave down there. Okay. Akun, 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 akun. Akun, 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 akun. Hello. So you want to say something? Akun, for the monk. Chấm rip sữa. Yes, chấm rip sữa. Lang tôi ta. Baka slakhay. Sushrai, sushrai. Sushrai. Sư sư đây. Ăn mít nè, sư sư đây. Sư sư đây bòn. Quá trời khỉ luôn. Sư sư đây. À giờ là đi theo cái lối này. Sư sư đây. Đi xuống cái đàn này. Trời khỉ. Khỉ nó đi theo mình luôn. Nó tôi ở bà anh hướng dẫn viên này anh không biết tiếng Anh, không biết tiếng Việt, tôi không biết tiếng Cam, nhưng mà tôi dùng từ Buddha thì anh biết, và anh nói à Buddha vậy mình hiểu. Như vậy khu này nó có hai cái hang động thì người ta làm hai cái chùa à. Tức là trong cái cụm này nè, trong cái cụm núi này nè. Cái này thuộc về tôn giáo, họ bị ảnh hưởng bởi trước đó là đạo Hindu. Hindu là một cái tôn giáo lớn nhất của Ấn Độ. Nói chung là tập hợp 50-60 tôn giáo đó, người ta gọi chung là Hindu. Người ta gọi chung là Hindu. Trong đó lớn nhất là Bà La Môn đó. This way, this way. Cứ vậy thấy không, người ta vừa thờ Phật vừa thờ thần, tức là Hindu là họ thờ thần rất là nhiều, còn Phật thì chỉ thờ Phật thôi. Buddha như vậy à, xuống được nữa, trong này tối thui à. Tối quá cũng lòn vô trong này là quay quý vị. Đi vô nè, đi nè, nếu mà không cẩn thận á là tối thôi. Đi này không cẩn thận là nó tâm cái đầu, nãy tôi đi lên tôi bị rồi đó. Thờ Phật này quý vị. Thờ Phật này. Đúng rồi. Thờ vị Phật nè, tối quá. Cái đường này lên không có ai đi xuống đây với tôi hết, có mình tôi à. Giờ mình đi lên cái đường khác. Nếu mà nói về so với lại cái chùa mà chùa hang cao ở
ở đảo Lý Sơn á, thì cái này nhỏ hơn rất nhiều các bạn, rất là nhỏ, có gì hết. Cái chùa Hàng Cao nó lớn hơn rất nhiều, đó là đi ra đó. Rồi xong.